Cô vui mừng chào đón các bạn quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, ở văn bản đầu tiên, chúng mình đã đến với bài học đường đời đầu tiên của dế mèn. Với nỗi ân hận theo suốt cuộc đời, khi đã hung hăng, hống hách mà gây ra cái chết cho dế truất. Chúng ta hiểu được rằng, trong tình bạn, phải giúp đỡ những người yếu thế, khó khăn hơn mình, biết chan hòa, sống yêu thương bè bạn. Nối tiếp bài học mang tựa đề Tôi và các bạn, cô trò chúng ta sẽ đến với văn bản thứ hai, văn bản mang tên Nếu cậu muốn có một người bạn, được trích từ truyện Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Trước khi đọc, đọc văn bản và khám phá văn bản. Trước khi đến với văn bản, các em hãy thử ghi lại một số từ miêu tả cảm xúc của em khi nghĩ về một người bạn thân và điều gì khiến các em trở thành đôi bạn thân. Ngược dòng về quá khứ, chúng mình cũng có thể nhớ lại em và người bạn thân ấy đã làm quen với nhau như thế nào. Chúng mình đang để tâm trí trôi về một miền ký ức với những kỷ niệm cùng bạn thân, phải không nào? Nhìn vào nhan đề của văn bản, chúng mình thấy đây là một câu văn còn bỏ ngỏ một vế. Nếu cậu muốn có một người bạn, thì cậu sẽ phải làm gì? Nếu cậu muốn có một người bạn, thì cậu sẽ phải ứng xử thế nào? Và chúng mình cùng đọc văn bản để gợi mở nhé. Các em sẽ phải đọc thật to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng chỗ. Và trong văn bản này, chúng mình có thể phân vai người kể chuyện, nhân vật cáo, nhân vật hoàng tử để có giọng đọc phù hợp. Trong quá trình đọc, chúng mình sẽ bắt gặp những câu hỏi gợi dẫn, theo dõi. Việc của các bạn là phải dừng lại để trả lời, suy ngẫm. Hành động ấy sẽ giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng đọc. Ở video này, các bạn sẽ lắng nghe cô đọc văn bản để rèn luyện kỹ năng nghe, đồng thời tương tác với cô trong những câu hỏi để phát triển kỹ năng đọc nhé. Văn bản như sau. Thế rồi, một con cáo xuất hiện. Xin chào. Con cáo nói. Xin chào. Hoàng tử bé lịch sự trả lời rồi quay người lại nhưng không nhìn thấy gì. Mình ở đây. Giọng nói vang lên. Dưới cây táo. Bạn là ai? Hoàng tử bé hỏi. Bạn dễ thương quá. Mình là cáo. Con cáo trả lời. Lại đây chơi với mình đi. Hoàng tử bé đề nghị nó. Mình buồn quá. Mình không thể chơi với bạn được. Con cáo nói. Mình chưa được cảm hóa. À, xin lỗi. Hoàng tử bé thốt lên. Nhưng sực nhớ ra, cậu hỏi lại. Cảm hóa nghĩa là gì? Bạn không phải người ở đây. Con cáo nói. Bạn đi tìm gì vậy? Mình đi tìm con người. Hoàng tử bé nói. Cảm hóa nghĩa là gì? Con người. Con cáo nói. Họ có súng và họ đi săn. Thật là phiền toái. Họ còn nuôi gà nữa. Đó là chuyện được nhất ở họ. Bạn có tìm gà không? Không, mình đi tìm bạn bè. Cảm hóa nghĩa là gì? Đó là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là làm cho gần gũi hơn. Làm cho gần gũi hơn. Chứ sao? Con cáo lên giọng. Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé, giống như cả 100.000 cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần đến gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo, giống như 100.000 con cáo. Nhưng nếu bạn cảm hóa mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời. Mình bắt đầu hiểu rồi. Có một bông hoa
mình nghĩ là nó đã cảm hóa mình. Có thể lắm. Trên trái đất, người ta thấy đủ thứ chuyện. Ồ, không phải trên trái đất, hoàng tử bé nói. Con cáo tỏ ra rất tò mò. Trên một hành tinh khác? Đúng vậy. Có thợ săn trên hành tinh đó không? Không. Chuyện này đúng là thú vị. Con gà? Không. Chẳng có gì là hoàn hảo. Con cáo thở dài, nhưng rồi nó quay lại với ý nghĩ lúc nãy. Cuộc sống của mình thật đơn điệu. Mình săn gà, con người săn mình. Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Cho nên mình hơi chán. Bởi vậy, nếu bạn cảm hóa mình, xem như đời mình đã được chiếu sáng, mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác, hẳn các bước chân khác. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất, còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc. Và nhìn xem, bạn thấy không, cánh đồng lúa mì đằng kia, mình không ăn bánh mì, lúa mì chả có ích gì cho mình. Những đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì cho mình cả. Mà như vậy thì buồn quá. Nhưng bạn có mái tóc vàng óng. Nếu bạn cảm hóa mình thì thật là tuyệt vời. Lúa mì vàng óng ả sẽ làm mình nhớ đến bạn. Và mình sẽ thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì. Đọc đến đây, các bạn hãy thử dừng lại và theo dõi giúp cô. Cáo có những cảm nhận thế nào về tiếng những bước chân và về những cánh đồng lúa mì? Đúng rồi, chúng mình thấy rằng bạn cáo có sự phân biệt. Nếu như tiếng những bước chân khác khiến bạn cáo trốn vào lòng đất, thì tiếng bước chân của hoàng tử bé sẽ gọi bạn cáo ra khỏi hang như là tiếng nhạc. Còn cảm nhận về cánh đồng lúa mì, những cánh đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì cho bạn cáo. Nhưng nếu như hoàng tử bé cảm hóa được cáo, thì mái tóc của hoàng tử bé vàng óng, lúa mì vàng óng sẽ làm cáo nhớ đến hoàng tử bé. Và cáo cũng sẽ thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì. Chúng mình cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Con cáo ngừng lời và nhìn hoàng tử bé chăm chú. Nó nói: bạn làm ơn, cảm hóa mình đi. Mình muốn lắm, hoàng tử bé trả lời. Nhưng mình không có thời gian. Mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ. Ta chỉ hiểu những gì họ đã cảm hóa. Nếu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa mình đi. Cần phải làm sao? Hoàng tử bé hỏi. Cần phải rất kiên nhẫn, con cáo trả lời. Trước tiên, bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. Mình sẽ liếc nhìn bạn, còn bạn sẽ không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn. Đọc đến đây, các bạn tiếp tục tương tác với OLM trong câu hỏi theo dõi. Cáo đã chỉ cho hoàng tử bé cách cảm hóa mình như thế nào? Các bạn đã đưa ra lựa chọn rất chính xác. Chúng ta tiếp tục câu chuyện. Cứ thế, hoàng tử bé cảm hóa con cáo. Khi gần đến lúc phải ra đi, con cáo nói: à, mình sẽ khóc mất. Lỗi do bạn đó, hoàng tử bé nói. Mình không muốn làm bạn đau lòng chút nào, nhưng bạn lại muốn mình cảm hóa bạn. Tất nhiên rồi, con cáo nói. Nhưng bạn sẽ khóc, hoàng tử bé nói. Tất nhiên rồi, con cáo nói. Vậy thì bạn chẳng được gì cả. Mình được chứ, con cáo nói. Bởi vì con có màu lúa mì. Sau đó nó nói thêm: hãy thăm lại vườn hoa hồng đi. Bạn sẽ hiểu rằng bông hoa của bạn là duy nhất trên đời. Rồi khi bạn quay lại vĩnh biệt mình, mình sẽ tặng bạn một bí mật làm quà. Hoàng tử bé đi thăm lại vườn hoa hồng. Các bạn chẳng giống bông hồng của tôi chút nào. Các bạn chưa là gì cả, cậu nói với chúng. Chẳng ai cảm hóa các bạn, và các bạn chẳng cảm hóa ai. Các bạn giống như bạn cáo của tôi ngày trước. Hồi đó, bạn ấy chỉ là một con cáo như trăm ngàn con khác. Nhưng tôi đã biến bạn ấy thành bạn của tôi. Và bây giờ bạn ấy trở thành duy nhất trên đời. Rồi cậu quay lại chỗ con cáo.
Vĩnh biệt, cậu nói. Vĩnh biệt, con cáo nói. Đây là bí mật của mình, rất đơn giản. Người ta chỉ thấy rõ với trái tim, điều cốt lõi vô hình trong mắt Trần. Điều cốt lõi vô hình trong mắt Trần, hoàng tử bé lặp lại để cho nhớ. Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn đã khiến bông hồng của bạn trở nên quan trọng đến thế. Chính thời gian mà mình bỏ ra cho bông hồng của mình, hoàng tử bé lặp lại để cho nhớ. Con người đã quên mất sự thật này, con cáo nói. Nhưng bạn thì không được quên. Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã cảm hóa. Bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn. Mình có trách nhiệm với bông hồng của mình, hoàng tử bé lặp lại để cho nhớ. Văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, đến đây là kết thúc. Và chúng mình đã tương tác được với các câu hỏi khi đọc văn bản này. Phần tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ ba, khám phá văn bản. Trước hết, nói về tác giả của văn bản. Tác giả của văn bản là Antoine de Saint-Exupéry. Trong sách giáo khoa, các bạn nhìn thấy giới thiệu tác giả sinh năm 1900, mất năm 1944. Ông là nhà văn lớn người Pháp, là một phi công và từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hầu hết các tác phẩm của ông đều lấy đề tài, cảm hứng từ những chuyến bay và cuộc sống của người phi công. Ngòi bút của Saint-Exupéry đậm chất trữ tình, trong trẻo, giàu cảm hứng lãng mạn. Cùng với kiệt tác hoàng tử bé, ông còn để lại một số tác phẩm xuất sắc như Bay đêm, Cõi người ta, Phi công thời chiến. Và hoàng tử bé là tác phẩm nổi tiếng nhất của Antoine de Saint-Exupéry. Trong phần khám phá văn bản này, chúng ta sẽ khám phá đoạn trích. Trước hết, nói về xuất xứ của đoạn trích này. Văn bản được trích từ cuốn truyện Hoàng tử bé, gồm 27 chương, kể về câu chuyện diễn ra trên sa mạc Sahara, hoang vu không một bóng người. Người kể chuyện là nhân vật tôi, một phi công bị rơi máy bay trên sa mạc nên đã có cơ hội được gặp và kết bạn với nhân vật chính của chuyện kể này, một hoàng tử từ hành tinh khác. Hoàng tử bé đã phiêu lưu tới nhiều hành tinh khác nhau, phát hiện nhiều điều thú vị và nếm trải những điều thất vọng, khổ đau. Cuối cùng, cậu quyết định quay trở về hành tinh của mình với bông hồng duy nhất. Câu chuyện của hoàng tử bé đã được nhân vật tôi kể lại để không cho phép mình quên đi, vì thật buồn nếu quên đi một người bạn. Đoạn trích, nếu cậu muốn có một người bạn, thuộc chương 21 của truyện Hoàng tử bé, kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hoàng tử bé và một con cáo trên trái đất. Cuộc gặp gỡ này đã mang đến cho cả hai những món quà quý giá. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về thể loại của văn bản. Theo các bạn, văn bản thuộc thể loại nào sau đây? Đúng rồi, thể loại văn bản này chúng ta đã được tìm hiểu trong văn bản đầu tiên, bài học đường đời đầu tiên. Và thể loại chính là truyện đồng thoại. Những đặc điểm thể loại của truyện đồng thoại trong văn bản nếu cậu muốn có một người bạn được thể hiện qua nhân vật con cáo. Con cáo ở đây được nhân cách hóa, vừa mang đặc tính của loài vật, lại vừa gợi tính cách của con người. Chúng ta cũng nhìn thấy ngôn ngữ đối thoại rất sinh động, giàu chất tưởng tượng. Trí tưởng tượng được thể hiện ở chỗ hoàng tử bé đến từ một hành tinh khác, con cáo lại có thể kết bạn và trò chuyện với con người. Với những khám phá đầu tiên như thế, chúng mình sẽ tạo ra tâm thế để tìm hiểu tác phẩm. Còn video này xin phép được kết thúc tại đây. Cô chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong các bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.